bị nhái lỗ liễu. Đặc sản bánh té Phú Nhi, Sơn Tây, Hà Nội từ lâu đã được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng để nhận diện được đúng chuẩn bánh té Phú Nhi thì không phải ai cũng làm được. Người dân làng Phú Nhi ở phường Phú Thịnh, xã thị xã Sơn Tây, Hà Nội trước đây chủ yếu làm bánh tẻ để phục vụ cho nhu cầu của người dân, người thân và gia đình các dịp lễ Tết. Chỉ có một số hộ làm bánh phục vụ cho nhu cầu ăn sáng cho người dân ở quanh vùng. Ngày nay khi giao thông thuận lợi, bánh tẻ Phú Nhi tỏa đi ở khắp các vùng lân cận, chở người thành món ăn có nhiều người được nhiều người yêu thích. Trong làng Phú Nhi có những gia đình nhiều thế hệ làm bánh tẻ. Nghề gia truyền đã mang lại thu nhập chính cho họ và cả những người dân trong vùng. Cơ sở làm bánh của bà Phạm Thị Bình, sinh năm 1956, là một trong những gia đình có ba đời làm bánh tẻ và đạt được những chứng nhận của OCOP 4 sao năm 2020. Bà Bình kể, những ngày đầu khởi nghiệp, bánh làm ra chủ yếu để bán ăn sáng cho học sinh ở trường trung học ở gần nhà và mang ra chợ phục vụ người dân. Bà còn nhớ những ngày cùng mẹ ra chợ nghề bán hàng vất vả kiếm từng nghìn. Bà luôn cố gắng làm ra những chiếc bánh thơm ngon, chất lượng. Cùng với những hương liệu bánh tẻ Phú Nhi từ nhiều người biết đến. Ngày nay vì bánh ngon, chất lượng lại rất là đảm bảo nên đơn hàng ngày một nhiều, bà bắt đầu thuê người làm. Nhờ con cái giúp sức, cơ sở bánh của bà Bình nhờ vậy trở nên nổi tiếng trong làng. Nhiều người đã ghé qua mua. Giờ đây, gia đình tôi được công nhận là cơ sở làm bánh truyền thống thơm ngon. Chất lượng được chứng nhận OCOP 4 sao. Được nhiều khách hàng đón nhận, tôi cảm thấy rất là tự hào. Nhớ lại thời ông bà, bố mẹ đã nỗ lực ra sao, tôi cảm thấy mình đã không phụ tấm lòng của họ. Những người làm bánh của cơ sở ở bà đã quen việc trong khoảng 6-7 triệu đồng một tháng. Họ hầu hết là những người ở làng, tuổi khá lớn. Nhờ làm việc tại nhà bà Bình, những người này cũng có thêm thu nhập, không phải rậm rễ con cái.